Kính chào quý vị đến với những tin tức của báo Thanh Hóa. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi những tin tức chúng tôi vừa mới cập nhật. Sáng 18 tháng 7, lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu vượt nút giao IC3, cửa ngõ phía nam thành phố Cần Thơ. Theo nhân chứng tại hiện trường cho biết, vụ tai nạn xảy ra khoảng 0 giờ 30 cùng ngày. Thời điểm này, nhiều tài xế lưu thông trên quốc lộ 1, Hướng từ cầu Cần Thơ về bến xe trung tâm Cần Thơ, khi đến giữa cầu vượt IC3, phát hiện 3 nam thanh niên nằm bất động chồng lên nhau đoạn giữa cầu, trong đó có một thi thể không còn nguyên vẹn. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông cùng các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Cần Thơ đã có mặt ở hiện trường khám nghiệm điều tra. Theo cơ quan công an, ba người tử vong đi chung xe máy, họ đã va chạm với xe container. Sau sự cố ô tô container biển số Hà Nội rời khỏi hiện trường, cảnh sát truy đuổi nhiều km mới bắt được và đang lấy lời khai tài xế. IC3 là nút giao nối quốc lộ 1 với cửa ngõ phía nam thành phố Cần Thơ, thường xuyên đông xe. Ngày 17 tháng 7, Công an huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam lái xe Đàm Văn Lương, sinh năm 1986, huyện Quảng Hóa, tỉnh Cao Bằng, để điều tra xử lý hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó khoảng 11 giờ ngày 16 tháng 7, tại ngã tư giao cắt giữa đường DH05 và đường Ba Tràng thuộc xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô hổ vồ, biển kiểm soát 88H 28849 do Đàm Văn Lương cầm lái với xe tải biển kiểm soát 29C 59775. Sau cú va chạm, xe ô tô tải biển kiểm soát 29C 59775 văng ra, va vào xe máy của chị H, sinh năm 1992 ở Cát Quế, Hoài Đức, cầm lái chở theo ba người con. Cả bốn người trên xe máy đều thiệt mạng tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Đàm Văn Lương rời khỏi hiện trường. Đến 23 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện và đưa Đàm Văn Lương về công an huyện Hoài Đức làm việc khi hắn đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức. Qua xét nghiệm, Đàm Văn Lương dương tính với ma túy. Giám đốc công an thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an huyện Hoài Đức khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật. Mới đây, công an quận 11, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công một vụ án giết người xảy ra trên địa bàn. Theo điều tra, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 14 tháng 7, Công an phường 10 quận 11 tiếp nhận tin báo ông VQL chết chưa rõ nguyên nhân tại số 190 trên 123 xóm đất phường 10 quận 11. Khám nghiệm hiện trường, ghi nhận thi thể nằm tại cầu thang, trên đỉnh đầu có vết rách da, chảy máu, trên hai cánh tay có vết bầm, nghi có tác động ngoại lực dẫn đến tử vong. Từ lời khai của người nhà và kết quả trích xuất hình ảnh camera, cảnh sát xác định nghi can là Vũ Hoài Nam, sinh năm 2001, là cháu ruột nạn nhân. Gây án xong, Nam rời khỏi hiện trường. Trinh sát công an quận 11 phối hợp phòng cảnh sát hình sự lần theo manh mối của Nam. Phát hiện xe máy của nghi can tại bãi giữ xe trung cư Phan Văn Trị, quận 5. Cảnh sát sau đó ấp vào căn hộ tầng 9, bắt Nam sau 3 giờ gây án. Quá trình làm việc, Nam khai do xin tiền ông L bác ruột nhưng không thành nên dùng cây gỗ đánh vào đầu ông L rồi bỏ đi khi được cha ruột thông báo ông L đã tử vong, Nam bỏ trốn. Mới đây, phiên tòa phúc thẩm vụ án liên quan đến kiếp xét nghiệm Việt Á xảy ra tại Học viện Quân y, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, gọi tắt là Công ty Việt Á và một số đơn vị liên quan tiếp tục phần tranh luận. Trình bày bản luận tội, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đề nghị Hội đồng xét xử giảm án cho 7 bị cáo có đơn kháng cáo. Theo đó, ở tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu phó vụ trưởng vụ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ, từ 15 năm xuống còn 13 năm tù. Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, từ 15 năm xuống còn 13 năm tù. Hồ Anh Sơn, cựu phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học quân sự, Học viện quân y, từ 12 năm xuống còn 10 năm tù. Ở tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho bị cáo Phan Quốc Việt từ 10 năm xuống còn 9 năm tù. Nguyễn Văn Hiệu, cựu trưởng phòng trang bị vật tư, từ 7 năm xuống còn 5 năm tù. Lê Trường Minh, cựu trưởng ban hóa dược, từ 6 năm xuống còn 4 năm tù. Ngô Anh Tuấn, cựu trưởng phòng tài chính Học viện Quân y, từ 4 năm xuống còn 2 năm tù, nhưng cho hưởng án treo. Vũ Đình Hiệp, phó tổng giám đốc công ty Việt Á, từ 6 năm xuống còn 4 năm tù. Như vậy, bị cáo Phan Quốc Việt, cộng với bản án 29 năm tù trong vụ án kýt xét nghiệm xảy ra tại Bộ Y tế và một số bộ ngành địa phương liên quan, Tổng hợp hình phạt chung cả hai bản án là 30 năm tù. Với kháng cáo của bị đơn dân sự là công ty Việt Á, đại diện Viện kiểm sát quân sự Trung ương cho rằng không có cơ sở chấp nhận nên đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm bác bỏ. Theo đại diện Viện kiểm sát quân sự Trung ương, các bị cáo trong vụ bị cáo buộc vào năm 2020 có vi phạm trong việc sử dụng kinh phí nhà nước để nghiên cứu, sản xuất kit test Covid-19 gây thiệt hại hơn 18 tỷ đồng cho Học viện Quân y. Ngoài ra, trong quá trình mua sắm trang thiết bị kit test các bị cáo chỉ định đấu thầu sai quy định, đồng thời nâng khống giá. Tổng cộng, Học viện Quân y đã mua số kit test trị giá hơn 81 tỷ đồng của Việt Á, gây thiệt hại hơn 27,7 tỷ đồng. Qua việc này, Phan Quốc Việt chi hơn 7,1 tỷ đồng hoa hồng cho nhóm sĩ quan Học viện Quân y. Đại diện Viện kiểm sát quân sự Trung ương cho rằng, vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp vì động cơ vụ lợi và dùng nhiều thủ đoạn gian dối trong việc cấp phép kit test cho công ty Việt Á rồi bán thương mại. Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, xin giảm nhẹ và kiểm sát viên thấy kháng cáo của họ đều hợp lệ theo quy định. Trước phiên phúc thẩm, bị cáo Hùng được gia đình cung cấp thêm bằng khen của vợ con, bố mẹ vợ, đơn của Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ đề nghị giảm nhẹ cho bị cáo. Ngoài ra, bị cáo đã khắc phục hậu quả. Tại tòa thể hiện sự thành khẩn, ăn năn hối cải, tích cực làm sáng tỏ vụ án có thành tích trong công tác. Phan Quốc Việt có tình tiết mới được đại diện công ty Việt Á nộp 200 triệu đồng khắc phục hậu quả cho bị cáo. Bị cáo có đóng góp tích cực giúp đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên cả nước, đồng thời thành khẩn ăn năn. Bị cáo Hồ Anh Sơn có tình tiết mới là bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang có công hiến trong giáo dục, phòng chống dịch bệnh. Viện kiểm sát quân sự Trung ương cho rằng cần phân hóa vai trò để áp dụng hình phạt với bị cáo một cách công bằng, nên có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Sơn. Nhóm 4 người còn lại đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có thành tích trong công tác trong đó có bị cáo từng tham gia gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. Ngày hôm nay 18 tháng 7, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử 254 bị cáo trong vụ án của ngành đăng kiểm Việt Nam thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Hai nhân vật trung tâm trong vụ án là Trần Kỳ Hình, nguyên cục trưởng đăng kiểm Việt Nam giai đoạn 2014-2021 và Đặng Việt Hà, người kế nhiệm ông Hình Ông Hình bị truy tố về tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trong khi ông Hà bị truy tố về tội nhận hối lộ. Cáo buộc cho thấy các bị cáo đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật bao gồm nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ để sử dụng trái phép tài sản nhà nước, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo trong công tác, gây thiệt hại cho nhà nước và người dân. Theo cáo trạng, ông Đặng Việt Hà, cựu cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam đã lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ hơn 40 tỷ đồng trong thời gian đương nhiệm. Cụ thể ông Hà được xác định là người chỉ đạo mọi hoạt động của Cục Đăng Kiểm, quản lý công tác đăng kiểm trên toàn quốc. Khi phát hiện sai phạm tiêu cực, thay vì xử lý, ông Hà lại tiếp tục đưa ra chủ trương, chỉ đạo để cán bộ phòng kiểm định xe cơ giới và các trung tâm đăng kiểm nhận hối lộ và chia theo tỷ lệ, đảm bảo lợi ích cá nhân của ông Hà được cao nhất. Kết quả điều tra cho thấy, ông Hà phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng. Số tiền này đến từ các nguồn sau đây. Phòng kiểm định xe cơ giới hơn 31 tỷ đồng từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022. Bốn trung tâm đăng kiểm khối V ở thành phố Hồ Chí Minh hơn 7,6 tỷ đồng từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2022. Năm trung tâm đăng kiểm khối 5 ở Hà Nội 780 triệu đồng, các trung tâm đăng kiểm khối D 680 triệu đồng. Cơ quan chức năng xác định ông Hà đã hưởng lợi gần 8,8 tỷ đồng và 13.000 đô la Mỹ từ hành vi nhận hối lộ này. Ngoài ông Hà, cựu cục trưởng đăng kiểm khác là ông Trần Kỳ Hình cũng bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 6,5 tỷ đồng và 23.000 đô la Mỹ. Ông Hình được cho là đã bỏ qua các sai phạm trong việc cấp phép hoạt động trung tâm đăng kiểm và kiểm định phương tiện để vụ lợi cá nhân. Hai nguyên cục trưởng đăng kiểm Việt Nam và 101 đồng phạm bị xét xử về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015. Chiếu theo khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015, quy định người nào nhận hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất từ 1 tỷ đồng trở lên hoặc gây thiệt hại từ 5 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù từ 20 năm, trung thân hoặc tử hình.